Vì sao? Vì bạn đang thành tựu như vậy. Như vậy với công đức thù thắng mà thế gian đều thấy, thì biết rằng đời trước bạn chắc chắn cũng đã có những công đức thù thắng như vậy. Bạn nên tự vui mừng, chớ nên tự khinh. Bấy giờ các Bồ Tát kia nghe ác ma nói về công đức quá khứ vị lai và nói về công đức dòng họ bạn bè bản thân tên tuổi vân vân hiện tại, cùng khen ngợi vô số thiện căn thù thắng của mình, vui mừng hớn hở, sanh tăng thượng mạng chê bai khinh miệt các Bồ Tát khác. Bấy giờ ác ma biết vị đó ngu độn tối tăm, sanh tăng thượng mạng khinh miệt các Bồ Tát khác, lại bảo với vị đó: Bạn nhất định thành tựu công đức thù thắng, các đức Như Lai quá khứ đã thọ ký cho bạn. Bạn đối với quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề quyết định sẽ chứng đắc không còn thối lui, vì đã có tướng điềm lành trong hiện tại hiện ra như vậy. Bấy giờ ác ma vì làm rối loạn nên dối gạt hóa hiện những hình tướng người xuất gia hoặc hình tướng người tại gia hoặc cha mẹ, anh em, chị em, thân bằng quyến thuộc, bạn bè, thân hữu, phạm trí, sư chủ, thiên long, dược xoa, nhân, phi nhân, vân vân đi đến chỗ Bồ Tát nói như vậy. Các đức Như Lai quá khứ từ lâu đã thọ ký cho bạn thành Đại Bồ Đề. Bạn đối với quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề quyết định sẽ chứng đắc không còn thối lui. Vì sao? Vì các hành tướng của Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển, bạn đều có đủ nên tự tôn trọng chớ sanh nghi ngờ. Khi Bồ Tát này nghe những lời của ác ma xong, lòng tăng thượng mạn lại càng vững chắc thêm. Thiện hiện nên biết, như ta đã nói, tướng các hành trạng của bậc bất thối chuyển, các Bồ Tát này thật tình chưa có. Thiện hiện nên biết các Bồ Tát này bị ma nắm giữ, bị ma làm rối loạn, chẳng được tự tại. Vì sao? Vì các Bồ Tát này đối với tướng các hành trạng của bậc bất thối chuyển thật tình đều chưa có, chỉ nghe ác ma dối trá nói về công đức và tên tuổi vân vân, sanh tăng thượng mạng chê bai khinh miệt các Bồ Tát khác. Thế nên này thiện hiện, nếu các Bồ Tát muốn đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề nên biết rõ về các việc làm của ác ma. Lại nữa thiện hiện, có các Bồ Tát bị ma khống chế, bị ma mê hoặc, chỉ nghe danh tự sanh chấp trước sai lầm. Vì sao? Vì các Bồ Tát này chưa tu hành đầy đủ sáu pháp đến bờ kia và vô lượng vô biên các Phật pháp khác. Do nhân duyên này nên làm cho ma được dễ dàng. Các Bồ Tát này không thể biết rõ năm thủ uẩn vân vân và vô lượng pháp môn khác, cũng chẳng biết rõ thật tướng các pháp danh tự hữu tình. Do nguyên nhân này làm cho ma được dễ dàng phương tiện hóa làm vô số hình tượng bảo Bồ Tát. Hạnh nguyện tu hành của bạn